quý vị, thưa các bạn, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hút thuốc lá nói chung có hại cho sức khỏe, gây ra nhiều bệnh như là ung thư, tim mạch, đột quỵ. Đặc biệt là sử dụng thuốc lá nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nguy cơ bệnh tật càng cao. Các kiểm nghiệm tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và Viện Thuốc lá cho thấy tỷ lệ các thành phần độc hại như là cumarin và tỷ lệ các thành phần khác như là cao thuốc lá và nicotine trong các mẫu thuốc lá nhập lậu vượt quá mức cho phép của Bộ Y tế. Để tránh gây tác hại cho người tiêu dùng, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh xử lý quyết liệt các hoạt động buôn lậu, đặc biệt là thuốc lá lậu, thuốc lá giả. Tỉnh Lào Cai đã xác định nhiệm vụ chống thuốc lá lậu, thuốc lá giả là nhiệm vụ rất quan trọng, phải thực hiện một cách quyết liệt, thường xuyên, liên tục và khẳng định rõ không có vùng cấm trong công tác này. Tại các cửa khẩu, lực lượng hải quan, biên phòng, công an, quản lý thị trường, đội kiểm tra liên ngành của tỉnh và các địa bàn có tuyến biên giới đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn trọng điểm, nơi tập kết hàng hóa tại khu vực biên giới. Tập trung kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm như là rượu, ma túy, thuốc lá lậu, thuốc lá giả, nguyên liệu thuốc lá nhập lậu không có nguồn gốc xuất xứ, kiên quyết đưa ra xử lý trước pháp luật. Tại Lào Cai thì đối với cái thuốc lá của phía bên bạn sang đây thì cũng là gần như là không có. Tại vì cái hàng hóa này là cái hàng hóa nhà nước quản lý rất là chặt chẽ, cho nên là đối với lực lượng hải quan cũng như là các ngành cùng phối hợp nhau để triển khai công tác phòng chống của công tác này. Trên địa bàn cũng có một số cái cửa hàng miễn thuế, về chúng tôi cũng giám sát đảm bảo đúng quy định của pháp luật đối với hàng hóa được xuất sang nước ngoài khi bán ra. Để thực hiện công tác phòng chống thuốc lá giả, thuốc lá lậu, tỉnh đã thành lập các tổ công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, nhất là khu vực đường mòn, lối mở, cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, nhằm kịp thời phát hiện cho chúng đầu nậu, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đơn vị chức năng đã thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu, khởi tố đối tượng trước pháp luật. Điển hình cuối năm 2016 là vụ bắt giữ 38,7 tấn thuốc lá nguyên liệu chưa tách cọng chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam do lực lượng phòng chống tội phạm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với các cơ quan liên quan triệt phá thành công. Tại thời điểm bắt giữ, không có cá nhân tổ chức nào xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng thuốc lá nói trên. Nguyên nhân đạt được kết quả trên là do tính thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức nhà nước, các lực lượng vũ trang thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, không để các đối tượng buôn lậu lợi dụng mua chuộc, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các cư dân địa bàn biên giới, cửa khẩu. Trong năm 2016 và cái thời gian gần đây chúng tôi đã bắt hai vụ. Vụ năm ngoái là 37 tấn thuốc lá, năm nay cũng tầm 37 tấn thuốc lá nhập từ Trung Quốc Việt Nam. Cái đấu tranh, cái xử lý của cái vụ này nó cũng rất phức tạp, bởi vì là cái địa bàn trên đó là nó không có cái địa điểm, cái bãi tập kết để kiểm hóa trước hoặc trước khi nhập làm thủ tục, thì là vận chuyển qua biên giới, như vậy là vi phạm pháp luật. Để giảm các cái hoạt động mua bán vận chuyển hàng hóa trái biên giới, thì công tác tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đôn đốc các đơn vị là công tác chỉ huy chỉ đạo. Còn dưới cơ sở là cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân, người ta nhận thức được cái tác hại về các cái hàng hóa lậu, thẩm lậu qua biên giới, nó không đảm bảo, nó vi phạm, đặc biệt là các cái hàng mặt hàng nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người, trong đó là có thuốc lá. Tại biên giới, cửa khẩu có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các lực lượng chức năng, thì trong nội địa, các lực lượng công an, quản lý thị trường, tài chính, khoa học công nghệ đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường lực lượng kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, các đại lý bán buôn và bán lẻ thuốc lá, nhằm đảm bảo việc chấp hành tốt quy định về cấm buôn bán tiêu thụ như đã cam kết với cơ quan chức năng. Mặt hàng thuốc lá thì chúng tôi cũng kiểm soát được hai cái lĩnh vực. Một là cái lĩnh vực lá thuốc lá nhập khẩu. Hai nữa là lĩnh vực về thuốc lá điếu. Thì từ đầu năm đến giờ thì cũng chỉ xử lý được một cái vụ buôn lậu thuốc lá khoảng 3.400 bao. Thế còn hai vụ về cái đang chờ xử lý làm rõ để về cái lá thuốc lá. Để đạt được kết quả trong đấu tranh chống thuốc lá giả, thuốc lá lậu trên địa bàn, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành, thành viên ban chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của tỉnh
về tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, đấu tranh chống buôn bán kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thuốc lá không có giấy tờ xuất xứ trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân trong tỉnh tự nâng cao nhận thức, tự giác trong kinh doanh, nói không với thuốc lá lậu trên địa bàn, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp có hành vi bảo kê, bao che, tiếp tay cho buôn lậu.